Trừ Lê Dĩnh, Lâm Canh Tân chính thức lên tiếng việc hợp tác lần 3. Kết đôi trong hai dự án sau Kiều Truyện, Dữ Phương Hành, Trừ Lê Dĩnh, Lâm Canh Tân đã chiếm trọn trái tim của người hâm mộ. Dữ Phương Hành vừa kết thúc, khán giả tiếp tục trông ngóng màn hợp tác thứ ba của họ. Và câu trả lời đã có. Thậm chí vai diễn mình muốn của Trừ Lê Dĩnh, Lâm Canh Tân còn lạ lắm mà nha. Ai đã xem trọn bộ Dữ Phương Hành thì giơ tay nào. Không qua khi nói, đây chính là dự án hot nhất của làng giải trí xứ Trung dịp đầu năm nay. Bên cạnh diễn biến phim, loạt khoảnh khắc thú vị nơi hậu trường hay thậm chí là những chia sẻ của cặp đôi chính, Trừ Lê Dĩnh và Lâm Canh Tân cũng đều thu hút sự chú ý của nhiều khán giả. Và tất nhiên, fan couple hơn hết là người mong chờ màn hợp tác lần 3 của hai nghệ sĩ này. Mới nhất khi liên tục nhận về nhiều câu hỏi về việc liên quan đến chuyện hợp tác lần nữa, cả hai muốn đóng thể loại gì. Thế rồi cả Trừ Lê Dĩnh và Lâm Canh Tân đã mang đến những câu trả lời rất thú vị. Cụ thể, hai diễn viên cho biết họ muốn sự thay đổi, nếu được thì hãy đóng hiện đại hoặc là dân quốc và vào vai tình địch của nhau, hoặc cũng có thể trở thành kẻ thù một mất một còn. Wow, nghe thôi là đã thấy thú vị rồi phải không ạ? Nếu mà thật như vậy thì chắc chắn dự án đó còn hot hơn cả Dữ Phương Hành nữa nha. Tuy nhiên thì đây vẫn chỉ là những dự đoán mong muốn đến từ phía khán giả mà thôi. Còn thành sự thật hay không là còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau. Với Trừ Lê Dĩnh, cô nàng đã xác nhận tham gia một dự án hiện đại sau khi Dữ Phương Hành lên sóng và gặt hái thành công lớn. Cụ thể, Trừ Lê Dĩnh đang quay phim truyền hình hiện đại tại Nhân Gian. Dự án này chỉ có 8 tập. Trừ Lê Dĩnh thủ vai nữ chính Giả Tiểu Đoá, còn nam diễn viên Doãn Phưởng đảm nhận vai Từ Thiên. Một số ngôi sao tên tuổi khác tham gia dự án này có thể kể đến như Trương Nhất Sơn, Tân Chỉ Lôi, Chu Nhất Vi, Đổng Tử Kiện, v.v. Tại Nhân Gian kể về Từ Thiên là một người mắc chứng bệnh đa nhân cách. Theo lời bác sĩ, anh biết mình còn có 6 nhân cách phụ khác. Song từ trước tới nay anh chưa bao giờ được diễn kiến các nhân cách này. Và Trừ Lê Dĩnh trong vai Giả Tiểu Đoá chính là một trong 6 nhân cách phụ của Từ Thiên. Cô cũng giống như 5 nhân cách phụ khác, được tin mình mới là con người thật duy nhất. Có những nỗi vui buồn liên hợp của riêng mình. Có đôi khi nhân cách phụ thức tỉnh cảm thấy thế giới không chân thực. Đôi khi nhân cách phụ muốn thay thế nhân cách chính. Những lúc như vậy, Từ Thiên sẽ biến thành Giả Tiểu Đoá. Mặc dù Giả Tiểu Đoá không phải là một nhân cách đủ mạnh mẽ, nhưng cô lại có sức sống. Thậm chí bác sĩ tâm lý còn có ý định lợi dụng cô để loại bỏ 5 nhân cách phụ còn lại. Và đến cuối cùng, trong cơ thể của Từ Thiên vẫn tồn tại 2 linh hồn, một là chính anh và một là Giả Tiểu Đoá. Anh không biết đến sự tồn tại của Giả Tiểu Đoá, mặc dù cô đang hấp hối vì anh. Có thể thấy dự án tại Nhân Gian này là bộ phim tâm lý khá nặng đô, đòi hỏi các diễn viên phải có kinh nghiệm diễn xuất tốt và Trừ Lê Dĩnh rõ ràng là một lựa chọn. Với Lâm Canh Tân, hiện tại thì chưa có tiết lộ mới về dự án tiếp theo của anh chàng, nhưng một điều dễ dàng ai cũng nhận thấy là Dữ Phương Hành đã cứu Lâm Canh Tân khỏi sự nghiệp xuống dốc. Chẳng là sau thành công của Sở Kiều Truyện đóng cặp cùng Trừ Lê Dĩnh vào năm 2017, sự nghiệp của Lâm Canh Tân bất ngờ tụt dốc, không phanh khi mà sau nam vướng vào vụ kiện tụng với công ty quản lý cũ Đường Nhân và liên tiếp thất bại với các phim hiện đại như Buổi Gặp Gỡ Đầu Tiên, Phút Chia Ly Cuối Cùng, Nữ Hoàng Mặc Cả hay Gọi Tôi Là Tổng Giám Đốc, v.v. Những tưởng từ đây, con cưng của dòng phim cổ trang chẳng thể nào lấy lại hào quang. Năm nào, song Trừ Lê Dĩnh đã trở lại và rồi Dữ Phương Hành tạo nên một cú lội ngược dòng cho Lâm Canh Tân. Với nhiệt có sẵn từ Sở Kiều Truyện, ngay khi đoàn làm phim thông báo Dữ Phương Hành đánh dấu sự trở lại của Trừ Lê Dĩnh, Lâm Canh Tân, công chúng đã đứng ngồi không có yên rồi. Hơn cả lại việc 7 năm trước thì cặp sao đình đám đã có một cái kết chưa trọn vẹn. Vì vậy nhiều người đã bày tỏ mong đợi cái kết viên mãn dành cho họ ở Dữ Phương Hành. Với cá nhân Lâm Canh Tân, mặc dù nhiệt lượng anh mang lại không mạnh như nàng thẩm ly Trừ Lê Dĩnh, song Hành Chỉ cũng đã làm tròn vai diễn của mình. Đó là một vị thần thượng cổ lạnh lùng nhưng cũng rất dịu dàng và hài hước. Lâm Canh Tân đã chinh phục khán giả với khả năng diễn xuất đa dạng, từ những phân cảnh hành động mãn nhãn cho đến những khoảnh khắc tình cảm ngọt ngào. Chưa hết đâu nha, anh chàng còn ghi điểm khi mà thường xuyên livestream nấu ăn trò chuyện với người hâm mộ trên mạng xã hội và tích cực quảng bá cho phim. Bạn nghĩ sao trước câu trả lời đầy lầy lội của cặp đôi khi được hỏi chuyện hợp tác lần 3 cũng như sự nghiệp của họ ở thời điểm hiện tại? Hãy chia sẻ quan điểm cảm nhận của mình để Ibis cùng được biết với nha.